mời quý vị và các bạn mình hãy đón xem video. Này video này Thanh Phương vào nghĩa trang Phước Đồng. Thì sẵn nhân dịp anh chị của Thanh Phương xây lại cái mộ cho ông ngoại á, cho nên Thanh Phương sẵn đây review để gửi đến quý vị và các bạn biết được cái phong tục riêng của nhà Thanh Phương là cúng đơn sơ như vậy nè, để gửi đến tấm lòng về xin thiên thần thổ địa ở đây để mình xây lại cái mộ cho ông bà. Thì cũng xin ông bà, thì Thanh Phương làm cái video này gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Thanh Phương mời quý vị và các bạn mình hãy đón xem video của Thanh Phương. Cái mộ này họ mới làm lại nè anh. Lúc trước là cây cỏ anh nhớ không? Này, mới làm lại hết nè. Này cũng mới làm luôn nè. Làm lại nhiều chứ. Đây là anh hai của Thanh Phương, hôm nay đi xây mộ lại cho ông ngoại. Cái kia mới làm lại mái rồi luôn thôi. Đây là cúng xin. Con xin lạy hoàng thiên hậu thổ tiên diện tôn thần, con xin lạy ngài bản thủy thần hoàng các tiên diện thần linh cai quản cục đất này. Hôm nay là ngày 29 tháng 2 nhuận tính chủ con Quỳnh Ngọc Thọ sinh năm 1978, cùng em là Dương Đình Kim Phượng sắm sửa hương hoa lễ vật đến đây để kính xin được sửa sang lại phần mộ của ông ngoại là Huỳnh Văn Hồ, hưởng dương được 74 tuổi. Bây giờ mình để nhang tàn khoảng hơn nửa cây, rồi mình tới 9 giờ mình đúng giờ mình xin động thổ nha quý vị. Cũng vậy. Bây giờ anh hai Thanh Phương xin keo thử xem ông có cho, ông có đồng ý để xây lại mộ mới không nha quý vị. Thì Thanh Phương mời quý vị và các bạn mình coi thử xem cái quẻ keo này nó sẽ đồng ý hay không đồng ý nha. Chờ anh hai xin ông ngoại một chút nữa nha quý vị. Yes, mô Phật ông ngoại linh hiển. Mô Phật ông ngoại đồng ý nè. Trời ông ngoại linh thiệt đó chứ. À, nổi da gà luôn á. Trời tự nhiên tới này hôm nay nổi da gà sợ trời. Cảm ơn ngoại, để cho tụi con an tâm. Ôi, cảm ơn ngoại, trời mô Phật nổi da gà luôn á. Bốn người, điều khiết thiệt đó chứ. Cảm ơn ngoại. Mộ tay hút cốt rồi nè. Giờ đi qua bà ngoại xin thử bà ngoại có đồng ý không. Trang ấm cúng thì con là người phàm mắc tịch không có biết gì, thì con xin ngoại qua cái quẻ keo này để
cho Hoài trả lời cho con biết là Hoài có vui vẻ đồng ý và gia hộ độ cho gia đạo được bình an vô sự, cả nhà được an vui. Con xin Hoài và chứng giám cho con xin Hoài trả lời được biết và cho con được biết là qua quẻ keo này Hoài có đồng ý vui vẻ hay không. Con xin Hoài chứng giám để chú đây luôn anh à, để chú đâu được à, nó phải có đồng tin à. Nam mô Di Đà Phật, nam mô Phú Sinh Hoài chứng giám cho con biết. Mô Phật, Hoài cũng đồng ý luôn. Mô Phật, A Di Đà Phật, bà Hoài. Rồi bà Hoài đồng ý, ông Hoài đồng ý. Quá là tuyệt vời. Dạ A Di Đà Phật. Bây giờ con cũng thay mặt cha mẹ con rồi về đây thắp nén hương cho bà Hoài. Bà Hoài mẹ con không có về được. Bà Hoài cũng thương mẹ con, phù hộ cho mẹ con được nhiều sức khỏe, con cháu được an vui, khỏe mạnh, đầm ấm, hạnh phúc, sum vầy. Bà Hoài, bà Hoài, ông Hoài đồng ý là vui rồi đúng không anh? Ông Hoài, bà Hoài đồng ý là ok. Ông bà Hoài đồng ý hết luôn á. Thì hiện tại ở cái nghĩa trang Phước Đồng này hết đất rồi nha quý vị. Đi ra. Cũng lâu rồi. Mà anh đi cà phê đi. Ra mấy bạn xíu nhanh đã. Dạ. Ngồi đi uống cà phê cái coi anh rút nhanh luôn. Chứ dạ. Đã ngồi làm gì? Ngồi đây cho nó mát. Em đem lấy cho. Em đem lấy cho. Thì cũng khá lâu rồi, ở đây hết đất rồi nha quý vị. Nghĩa trang này không có còn nhận để chôn cất nữa. Bây giờ là chỉ có được phép là xây cất lại hoặc là hốt cốt thôi. Thì quý vị và các bạn nào có ai ở người thân ở đây á, thì Thanh Phương mời quý vị và các bạn mình hãy nhắm lại nghĩa trang nha. Bởi vì hôm nay là tháng 2 nhùng á quý vị, cũng là tháng 3 thanh minh á, nên là mình được phép làm. Thì mình chờ một chút nữa thì sẽ đốt giấy và họ sẽ động thổ nha. Lên là sao thì sao? Để em chờ tôi xẻ qua đây. Trước mà đốt giấy được á nè. Thủi. Thủi chứ giờ biết sao giờ. Đốt giấy được anh ha. Anh nghe nè. Anh đang bàn với người ta cái vụ mà có cái thai ở gì ở phía trước một ông ngoại đây. Đứng kín giờ chưa? Gần chị. À, kín giờ không còn đập cái cục đá cho bỏ đập lên đập lên. Dạ đúng rồi. Okay. 9 giờ. Rồi. Mới bậy ra à. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mở đi đường mới qua bên ngoài luôn nè. Đây nè. Đây nè. Cái thao á. Thao vừa chỉ nó vừa sao. Cái nền là bằng cái nền kia sao. Cái nền là mình nói cho mình. Nói chung là mình xây sao mình thấy đẹp. Là mình đẹp đây. Bây giờ mình chỉ kiểu có hoa leo á. Bây giờ mình nâng mộ thì mình nâng cái thai lên luôn. Bây giờ cái thai của chị là được. Cốt lỗ ngay đó luôn đúng không? Nhưng mà lúc mà mình xây mình phải dời qua một bên đi ha. Được không? Em, không giờ đỡ được không? Em giật lên luôn. Giật lên để gì nó trước cái mộ sao? Bây giờ nếu mà trước cái mộ thì chị phải coi người bóc đi giờ quen góc chứ còn tụi em là tụi em không có đụng. Nhưng mà người bóc cha mẹ nó có chị bóc không thì chị tài tài lâm nữa. Ví dụ vậy. Vấn đề nó như vậy á. Giờ nó có ca chị phải làm gì? Còn nếu mà bóc thì là chị phải coi ngày. Ngày phải chị phải đúng rồi. Còn bây giờ nếu vậy là mình xây thẳng lên luôn. Thì bây giờ nó cứ nằm yên như vậy, tụi em trước mắt là tụi em xây cái nền trước và tụi em đôn lên là cái thai tụi em đôn lên luôn. Nhưng mà đôn thấp hơn cái mặt bia. Dạ đúng rồi, thấp hơn cái mặt bàn cúng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái bàn cúng nó nằm ở đây. Thì cái này nó sẽ nằm ở đây luôn. Cái bàn cúng sau này cái nhà bia của chị em sẽ cho bàn cúng lên trên luôn chứ không bàn cúng thấp nữa. Bàn cúng sau này cái bàn cúng của cái mộ chị là nó bằng cái nhà bia đó đó. Ừ.
là cái thai em đỡ dưới cái nền thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn keo lên. Cao hơn cái nền cũng 5 phân thôi. Dạ. Đây nè. Tại vì cái đây mình bỏ cái bàn cúng mình nằm như vậy. Bàn cúng cái này cho thai nằm dưới đây. Thai dạ. Nằm dưới cái nền luôn. Dạ, vậy cũng được. Vậy là sau này cao lên chứ không có thấp như vậy nữa. Em thay cái này ngoài cái đây à. Thấy này xong quay kia đúng không? Cái này chị vô trước á. À đúng bữa thấy. Ủa cái này mới xay đúng chị. Cái nào? Cái này nè. Cái này mới làm. Cái này đúng không? Có tiền làm mấy bộ ok luôn. Bữa em thấy có cái mộ nào mà không có dãy mẻ luôn là cái nào? Cái đây hả? Không có dãy mẻ luôn hả? Cái đâu có. Em thấy năm nào cũng cây cỏ không là cái nào ta? Giống như cái này phải không? Đây dưới kia là cái lùm cây chắc rồi. À. Ủa? Bên kia đừng có cái bia to là cái... Không, chắc sang năm á, anh chị nói là làm luôn cho hoài á. Làm sổ hết luôn hay sao? Làm giống như ông hoài luôn á. Là sang năm cái là... Cái này thì vô đây em làm cho. Là bên chị làm luôn hả? Thì em làm luôn cũng được, cái gì đâu. À, chứ không phải là chia ra từng bên, mỗi người mỗi Tết bên. Tết thì chia ra. Tết thì mới chia. Tết là chia ra. Còn xay là mình xay chung được. Được, xay chung thì chị đặt, em xay, chị đặt ông kia xay, đặt ông này xay. À, em tưởng là bên nào bên đó xay. Nói chung là em nói chị, em làm bên công ty bây giờ. Chồng em làm công ty. Chỗ nào chị thích chồng xay. Chồng chị á hả? Chị thích xay hay thích bóc cốt hay thích làm cái gì á, thì em làm được hết. Đây là công ty. Nếu cái mộ này công ty mà làm á. Nếu cái mộ này mà ra công ty xây á là nó tầm 24 đến 25 triệu. Tại vì còn em ở trong đây em làm lính ổng thì em nhận giá rẻ hơn 7 8 triệu, 8 9 triệu gì đó là em đem xin ổng. Ổng cho tụi em làm, ví dụ kêu anh em chung làm chung á, vô làm xong một vật tư vật đồ là chở đá bao nhiêu, mua đá bao nhiêu, lấy xi măng của ổng cát kiếp rồi bao nhiêu là bắt đầu trả lại cho ổng. Chắc là sang năm mới làm bà ngoại. Với lại em nói chị này là cô ở trong đó bạn có biết giờ cái mộ nó như gì là em chụp nó như gì rồi khi mà em làm xong cái mộ đó, là các cái chị đừng bao giờ bắt chước cái kiểu này của ai á, em làm sao mà có nắp cho chị đúng không? Ừ. Là phải cái nắp như đúng rồi cái nắp như có cái nắp đúng không? Ừ. Em làm xong em cảm thấy đẹp ok rồi xong vô chứ không có cần phải chị lụa kiểu nó như gì quá giấu gì bắt con gì được chưa anh? 9 giờ rồi đốt giấy đi đẹp rồi anh đốt đi anh đồng thổ hay là em mình cho ống anh hay em anh cúng anh đốt giấy xong anh lấy chị đi anh sáng đây nè trắng cái góc này nè trắng bực cái góc đây ra sau trắng cái góc nữa rồi xong rồi đỡ đó em chiều hôm nay thì em cho đồ xuống bắt đầu chở đồ xuống với lại anh chị xây tranh thủ giùm tại ông anh ở Sài Gòn về á nên là tùng 10 ngày đấy chứ lâu dữ ô bữa qua nó bữa nói bà chị rồi tùng một tuần là beo nhất tùng đổ lại đi là nhanh nhất có thể cho ông anh còn có việc sớm trong vòng một tuần thôi để 9 giờ chưa vậy để 9 giờ chưa 9 giờ anh có đồng hồ đó không? Thôi để tôi coi luôn. Còn 23, còn 7 phút nữa. Ờ, 7 phút nữa lần mẹ. Thì anh đốt giấy xong rồi 7 phút nữa anh lấy xe ben động thổ là được. Tại vì nói chung là làm tranh thủ giúp dùm cái. Dạ, nói chung thì em hẹn trong vòng 1 tuần nhưng em sẽ làm sớm hơn 1 tuần. Thì trong vòng 1 tuần đi. Tại vì mùa này bên công ty nó đăng ký bộ ớt còn nhiều lắm. Dạ. Anh chị, anh ấy cái này người ta làm rút hết à. Ủa, bữa nay hay mai có ai mộ nào hút cốt không? Không hết hả? Phần mộ gì ấy, sao đây Phượng? Dạ thì cứ y như vậy á anh. Để như vậy hả? Y vậy nhưng mà xây keo lên thôi chứ không có dám dời. Cái mộ này, đó bây giờ cái đó là cái thai y như vậy đi. Mà xây keo lên. Nhưng mà bây giờ vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ cái phần nhà sao mà để lên trên cái đầu ở ngoài được. Thì bởi vậy. Chân mà. Chân cái đầu này nằm kia kìa. Thế nói là bỏ bánh không là ok là được không? Nhưng mà bây giờ nó mình bóc đi là mình phải nói với người nhà là người ta đi coi thầy là vô đây bóc mình bây giờ. Chị đã có người nên bóc người ta. Không, ý nói là để y vậy xong ở trên là mình xây qua bên được không? Ủa bên kia có không được. Không được tại cái nền có chị cúng bánh không à. Chứ còn tụi em là ở đây tụi em chị biểu bóc tụi em bóc được nhưng ngoài vấn đề là bóc đi rồi gia đình chị làm ăn nhiều khi nó có này có kia là không được phải coi dời đi bóc dời qua thôi nhưng mà em thấy như gì đỡ như gì cũng được để vậy đi nếu mà ở dưới chân thì để vậy đi sau này cái bàn cúng mộ của mình ở đây cao lên tới đây rồi dạ. cái nền của mình nó lên tới đây rồi thì bây giờ em nâng cái đây thì cái đây nó nằm vòng chỗ cái góc cái bàn cúng này thôi nó đâu ảnh hưởng gì đâu mình vô đâu ảnh hưởng gì đâu cao hơn em đôn cao hơn cái nền nó 5 phân bắt đầu đổ đá trắng lên cái rồi xong vô là nhìn thấy là biết liền như cái phần này nó nằm dưới cái chân cho nên đâu phải nằm trên kia đâu nằm trên kia nó mệt cái này của ai vậy anh Thọ biết không nào. Cái mộ nè gì ý hả ủa? Là con bà ngoại hả nằm bên kia sang nam ở bên kia anh các thầy được vô đây anh để chồng anh làm đi con rồi để nằm cái này trước đã mà cái này tính chưa xong rồi tính chưa xa quá cái nào xong cái đó tính trước cái đó đi cái nào xong cái đó đi trước mắt xong cái đó đi tính xa quá rồi sang năm mình tính tiếp chứ hồi nào thì mỗi năm đây tính tới sang năm tính sang năm chỉ cho nó mệt tính trước cái để ủa sao ông về kia là gì với anh không biết năm này cũng vô chị cậu á ớn ổng đúng là ớn ổng á
À, Tết này ông vô ông có nói tiền bạc gì không? Không, chị đưa rồi bữa vô chị đưa đó. Rồi bữa chưa rồi Tết. Trời ơi, sao tiền giống tiền thiệt vậy? Ừ. Bữa nay làm tiền giả. Trời ơi, tiền đẹp vậy. Tiền đô đó mày, cái mặt kia mày bữa anh tưởng tiền thiệt của mày. Ờ, tiền 10 ngàn tiền thiệt luôn. Ây tiền thiệt luôn mà. Chị nó lật cái mặt kia mình mới biết thôi, chứ còn cái mặt tiền kia ây thiệt luôn. Đến lúc ông ngoại được là em được thấy không anh? Ờ, ông ngoại đó. Cái bia có đâu hết, bia hình là có rồi. Đó, cái bia mà cái bia chưa? Rồi, đó cái hình hồi nãy là hình bia đó. Bia làm xong rồi. Bia có hình luôn á. Này chưa, mà em không có chụp bia. Hồi nãy chụp hình không à? Cái hình bia chụp. Có đâu hết đâu, bia đồ. Bữa đặt cọc tiền là đưa thuốc đã ít. Quên chứ, đốt cho ông ngoại đi thuốc, ông hút thuốc dữ lắm. Ủa anh chỉ cái nồi sao làm sao cho anh biết, anh nhớ rồi, anh biết rồi. Sao làm rồi mất công. Nói chung mà em làm thấy đẹp là ok nha, chứ giờ anh chỉ nồi. Nồi xây đồ rộng rãi được ghê. Không phải đẹp là được. Ừ. Rồi Tết mà có quyết son là hàng năm làm quyết son thì alo. Ừ. Không phải làm xong rồi. Sao giờ mình làm sao? Có nắp cho anh. Anh muốn dặn là có nắp. Thì bây giờ mình làm có nắp. Nắp về bia. Đồ nắp rồi ấy đồ lên. Chứ cái phần ngộ giống vậy hả? Ừ, dạng gì cũng được. Đẹp đẹp hơn chút, cái đó hơi thường, đúng rồi. Vậy là đúng rồi, cái đó nó không đẹp. Thì chỉ cần phải cái nắp như một quả bánh vậy nhá, nó cho mình được có cách làm cho mình làm. Không, làm đẹp hơn cái đó nhìn có ổn. Đẹp hơn cái đó. Đan đồ cũng giống vậy nhưng mà nó bự, đan đồ nó bự ra mộ đồ nó bự ra. Không có hai khớp gì đâu. Hai khớp bắp xiên bắp đồ. Có ấy đồ đàng hoàng, cái đó nó chùi lủi tụt lúc như dịch xiêm ấy mà. Còn cái nồi ra là sau này là cao ráo, cái nồi đang như vậy nè. Nồi xây cao xây đồ lên đó, nồi em sẽ xây lắp đá chỉ lên vậy nè. Đấy đúng chín giờ chứ, để từ từ. Đưa đâu có rảnh. Chín giờ mấy cũng được, không sao hết, miễn sao qua chín giờ được rồi. Sau này em ban dụng đem đổ hồ là cái nồi em xây đá chỉ bọc ra tới đây. À, ra tới đó. Xây cao khỏe hồ nó tới đây, đây là cái nồi của anh à. Ừ. Đó. Sau này cái nhà bia cũng là cao lên đâu. Từ từ khác biệt cái mộ hiểu không? Chứ không phải là thấp đâu. Tại vì trước mắt. Trời được gái dưới trần. Dung thì nói chung là mình hình dung sơ sơ ra như vậy thôi chứ. Anh nhìn để cho ông ba biết rồi sau đẹp. Cái mộ này hầu hết, cái mộ này là bây giờ cái mộ như vậy em không đụng vô mộ luôn. Em không đụng vô cái mộ luôn, đỡ như vậy em xây luôn. Trước mắt là bắt đầu em cho thợ, bắt đầu nó xây cái chỉ, nó xây bọc cái nền ra hết. Bắt đầu khô nền hết, bắt đầu đổ hồ tiếp, bắt đầu xây bê thùng. Nó xây chân giật lên, giật bê thùng, giật lên. Còn cái đây là em đổ nguyên xây luôn, em biết hết luôn. Là nằm trầm đẫm trong cái mộ luôn chứ không anh. Không, đâu còn có gì đâu. Lấy em lấy. Bị không nè. Cái thai này nay mai em cứ giật lên, em giật nền lên, em giật cái thai đó lên. À, cái đó hả? Không biết hỏi anh ấy, em cũng biết. Không, không lấy gì. Ờ. Lấy đi. Em lấy. Quá giờ anh nè, cái bên anh chọc chọc đồng thổ hạt cái gì đâu. Mấy giờ rồi chơi từ từ coi mấy giờ. Que 9 giờ chưa? 9 giờ rồi. 9 giờ 5 cũng được. 9 giờ rồi nè. Chính xác mấy giờ? Chưa. 1 phút nữa. 1 phút nữa hả? Ừ. Cho giờ dắt vào đây quay. Vậy cũng chút sống mà chút em nghe. Chiều thằng ấy nó chở đá chỉ. Thì bố mình chở lúc thì anh chở cái chút gì đó cho để ở đường ngang ngang đường sao. Thôi bây giờ đúng giờ rồi cho nên là anh đã động thổ. Anh xây đi mai mốt anh xây cái biệt thự. Thôi cười cái đẹp trai quá mà. Giờ thứ tư đúng không ta? Thứ tư chắc cũng nằm trong vòng một tuần. Trong vòng một tuần. Hà, cuối tuần này nó nói chung ảnh có vô thăm chừng cho nó vui. Ừ, thấy thích thì vô. Sáng chạy vô một chút. Vô là bao giờ thích vô lúc nào vô. Cái tranh thủ giúp em cái đi. Dạ, cho em tranh thủ cho anh. Cũng ở xa đó. Cái biết em tưởng sáng nay chị đi chứ. Chị nói là chị đi, anh nói nghe chạy cháu. Chị có cái điện. À, chị có điện hả? Có điện. À. Chị nói là hai chồng định đi chung nhưng mà thôi để chị đi, nhưng mà anh nói dạ đúng rồi về đón cháu cho cháu lum đúng mà. Rồi tưởng sáng nay chị đi sao chị giờ mà ngồi chờ sao không thấy chị điện nãy vô mà chị không thấy. Thôi anh chị ấy em đi làm cái dạ ok là tưởng chị anh vậy dạ, ngày mai mới làm hả chút trưa nay là như hôm nay lấy ngày nè là lát trưa nay rảnh là mới làm cũng gì làm cái nó trời giờ chưa rảnh mới lại tại giờ làm ok cho nên tranh thủ lát là làm xong không chiếu qua đây.